Ini tadi kecepit sama pintu, langsung merah ini, guys. Langsung biru tahu. Ini loh, guys. Langsung kayak ikan cembung. Itu siapa loh? Eh, kok ada yang ngefotoin aku toh? Eh, siapa? Aku tak delek di sini ya. Eh, kok ada yang kena sama aku loh? Gini, gitu. Aku nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Eh, jangkrik, wincang, kaget aku. Ini loh, bucah edan. Jangkrik. Eh, aku kaget loh. Usmat. Makanan? Wah, kaget aku. Tak kaget. Dibulek nih kayaknya loh, guys. Dibulek nih kayaknya ngomongnya. Ngomongnya loh. Kayak wincang loh. Wah, aku vi kom luk. Vi kom nih. Mat. Sama. Jangan di luar, Dek. Kenapa? Guys, ma, oh shit, Acid. Tại sao là Acid mà không phải là người bình thường? Acid, tại sao không phải người bình thường mà lại đi làm Acid? Mọi người nói anh Đạt no good. Anh Đạt không tách cái vi vali vi phun. Anh Đạt không Acid. Memang dia itu nggak bawain koper aku, guys. Soalnya di situ aku yang bawa. Ya kan bener, memang aku yang bawa. Karena bukannya take care, guys. Aku yang minta bawa. Soalnya, ya memang aku bawa. Minta aja tuh koper. Nyawanya urung kumpul koncerama. Gigi, dede. Asyik lah. Acid nói anh Đạt tại sao yêu anh Đạt full girlfriend. Tại sao lại nói mình như thế? Bạn có biết là nghiệp nó sẽ quật vào mồm những cái bọn nói phét không? Bạn có biết là nghiệp nó sẽ quật rất là nhanh chóng vào mồm không? Ấy xìa. Đi đâu đấy? Phía đó. Đợi một tí. Ô tô. Minh Trăng à? Đâu? Đâu? Minh Trăng ơi. Chị ơi. Chị Minh Trăng ơi. Đặt villa. Đi đu. Không, đặt villa. Gì à? Bắt chậm mà. Đã già rồi. Ya Allah, gantengnya suami kita. Hah, sebentar ya. Ini gimana toh? Akhirnya bisa masuk selimut. Ini
Vi đợi chị Hương một tí nhé. Anh ơi. Vi đói. Đi một tí nhé. Để chị Hương một tí. Nha. Mọi người nói anh đặt trông mọi người. Anh đặt trông mọi người á? À. Đúng. À không. Trông khoai, hiểu không? Anh đặt trông on TV. Không. Có. Yeah mọi người, good. Trông on TV. Chào mọi người nhỉ. Mọi người ăn cơm nha mọi người. Mày tâm nhá. Không, đợi một tí. Vừa xong bảo đi ăn thì không đi. Giờ này cuống cuồng lên. Này từ từ để đăng video đó nha. Vi ơi. Này cho Vi xem. Mọi người đợi một tí nhá. Này cho xem này. Xem cái gì? Này.